Chiều nay, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp với Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Căn nhà xây tặng cựu chiến binh Phạm Thị Vui có tổng diện tích 90 m2 với kinh phí xây dựng hơn 400 triệu đồng. Trong đó, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cùng với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội hỗ trợ gia đình 150 triệu đồng. Đây là hoạt động tri ân thiết thực của hai đơn vị nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Cũng tại buổi khánh thành nhà hôm nay, nhiều phần quà đã được các tổ chức cá nhân trao tặng bà Phạm Thị Vui với mong muốn chia sẻ, động viên, giúp gia đình vơi bớt phần nào khó khăn vươn lên trong cuộc sống.